Xin chào các bạn. Rất vui được đồng hành cùng các bạn trong ngày đầu tiên của khóa học 21 ngày luyện hát cùng với Mỹ Linh. Khóa học này được thiết kế để các bạn có thể học mọi lúc, mọi nơi, vào những giờ thuận tiện. Mỗi ngày, các bạn chỉ cần dành 25 đến 30 phút vào những khung giờ mà các bạn cảm thấy hứng thú và thoải mái nhất. Hãy bật máy tính lên và cùng luyện hát với Mỹ Linh nhé! Âm nhạc là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần. Cất lời ca không chỉ giúp con người ta thăng hoa, yêu đời, tạm quên đi những vất vả lo toan hàng ngày mà còn giúp kết nối mọi người. Thế nhưng làm thế nào để việc học hát và luyện hát không quá khó khăn? Mỹ Linh mong rằng các bạn sẽ tự tạo động lực cho bản thân để cùng nhau chinh phục chặng đường 30 phút luyện hát mỗi ngày trong 21 ngày liên tiếp nhé. Các bài học được thiết kế theo cấp độ từ cơ bản và sẽ khó dần lên mỗi ngày, nhưng không khó lắm đâu. Và từng bài học đều được chia thành 7 nội dung thế này. Đầu tiên sẽ là phần giới thiệu chung về bài học, sau đó đến phần khởi động cơ thể, rồi đến phần luyện hơi, luyện âm, thực hành trong bài hát. Cuối cùng, Mỹ Linh sẽ tóm tắt bài học. Và một phần thú vị nhất, đó là những phần quà nhỏ sau mỗi bài học chúng tôi sẽ dành tặng cho các bạn. Phần quà này sẽ được bật mí vào cuối mỗi bài. Mỹ Linh hy vọng những giờ phút luyện hát mỗi ngày sẽ làm cho cuộc sống của các bạn trở nên vui tươi hơn, giúp các bạn xử lý được những kỹ thuật cơ bản trong thanh nhạc. Và quan trọng nhất là nếu các bạn chinh phục được mốc 21 ngày luyện tập liên tục, thì các bạn sẽ xây dựng và duy trì được thói quen luyện hát hàng ngày sau đó. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học đầu tiên nhé. Hít, thở, 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 hít, thở. Hít, thở, 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 hít, thở. Đầu các bạn lắc qua lắc lại, sau các bạn quay. Hít và thở, xuống hít, lên thở, 3 lần xuống hít, lên thở, ngược lại, xuống hít, lên thở, xuống hít, lên thở, xuống hít, lên thở. Các bạn hít, hai chân khép lại, thở ra, hạ xuống. Quay trở về, hít lên, hít, thở ra, quay xuống, hít, thở ra, một lần nữa, hít, thở, thở ra, hít, lên, hít, thở ra, thở ra, hít. Cùng vậy một chút. Nếu các bạn cảm thấy hai tay mình mọc lên từ tai, hít. Hai chân dang rộng bằng vai, thở ra. Gập người xuống thành hình vuông. Thở ra. Hít, thở ra. Hít. Bây giờ các bạn hít. Từ từ cuộn toàn bộ người xuống từng đốt sống một. Ở đây các bạn có thể hít thở vài hơi thở theo ý các bạn. Hít sâu.
căng lồng ngực thở chậm. Sẽ tốt hơn nếu hít vào ngắn hơn hơi thở ra. Hít. Giờ các bạn từ từ thả lỏng hai vai và kéo người lên. Chúng ta đã xong bài khởi động. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa kết thúc phần khởi động để cho cơ thể được thoải mái và sảng khoái. Bây giờ chúng ta đang sảng khoái rồi, vai chúng ta sẽ thả lỏng và chuyển sang phần luyện hơi nhé. Nào, với ca sĩ thì hơi thở tốt là điều rất là quan trọng, giúp ta có thể xử lý được tốt tất cả các ca khúc. Và bất cứ một ca sĩ nào nếu không có một làn hơi tốt thì chắc chắn là sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi biểu diễn những bài hát, ngay cả những bài bình thường chứ chưa nói là những bài khó. Vậy thì một hơi thở tốt được gọi là hơi thở như thế nào? Đó là một hơi thở không bị gấp gáp này, có đủ độ sâu này, không căng cứng này. Về bản chất thì hát ấy là việc nâng cao hơn của nói và mang ngôn từ để gắn với tiết tấu, với giai điệu. Nếu chúng ta thử để ý một chút thì ngay từ cái thói quen nói hàng ngày, các bạn sẽ nhận thấy là hơi thở của chúng ta luôn chuyển động một cách rất là liền mạch. Nếu mà ngưng thở lại thì chúng ta sẽ nói như thế nào nhỉ? Mình thử nhé. Nếu mà ngưng thở lại thì hơi thở thì tiếng nói của Mỹ Linh sẽ như thế này. Đấy. Vậy cho nên là chúng ta sẽ luôn luôn nói hoặc hát trên một làn hơi được chuyển động liên tục như thế này. Đây là điều quan trọng nhất. Các bạn nhớ nhé. Nếu không các bạn ghi vào. Chúng ta luôn luôn nói trên một làn hơi được chuyển động liên tục để cho tiếng hát, tiếng nói và tiếng hát của chúng ta rất là truyền cảm và đến được với người nghe. Để giọng nói có thể uyển chuyển, mềm mại và hấp dẫn hơn thì hơi thở chúng ta cần được tập luyện một cách rất là nghiêm túc. Vâng, xin mời các bạn hãy cùng với Mỹ Linh luyện hơi bài đầu tiên. Bài luyện hơi này sẽ thực hiện trên âm 1, âm 5 và âm 1. Vì sao lại gọi là âm 1, âm 5 và âm 1? Trên một gam đô trưởng chẳng hạn. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, son, fa, mi, re, do. Thì âm 1 là âm đô, âm 5 là âm son, son, đô. Đến re trưởng. Thì âm 1 của re trưởng sẽ là re, la, âm 5 là la và re. Và chúng ta sẽ dùng, khi thực hiện âm này chúng ta sẽ dùng hai môi thả lỏng và thổi hơi ra. Khi môi được rung lên, các bạn hãy quan sát cách Mỹ Linh thực hiện nhé. Như vậy. Và nếu như các bạn cảm thấy khó khi mà thổi hơi ra, vì Mỹ Linh đã từng dạy một số học sinh khó khi thực hiện âm này, thì các bạn hãy dùng hai ngón tay này, ngón trỏ và ngón cái, các bạn đặt vào hai mép đây, các bạn đẩy lên. Và các bạn, như vậy là hơi sẽ dễ để luồn ra từ hai cái răng cửa hơn. Bây giờ chúng ta hãy cùng thực hiện với đàn nhé. Các bạn thực hiện. Thank you.
Chúng ta vừa tập xong cách khởi động cái môi của mình cho hơi nó được luân chuyển liên tục. Âm tiếp theo để tập hơi là hi ho hi ho hi ho, chỉ tục trên một nốt nhạc. Yêu cầu của âm này là âm thanh cần phải bật được chữ hờ ra. Nhá các bạn nhá, bật được chữ hờ ra. Nên là khi mà Mỹ Linh đánh đàn, các bạn cảm thấy sẵn sàng thì có thể tập ngay hi ho hi ho hi ho. Nhưng nếu các bạn chưa sẵn sàng, xin hãy dừng lại phần giới thiệu của Mỹ Linh và các bạn sẽ tập riêng ở ngoài như thế này nhá. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Nhất định phải nghe thấy chữ hờ đấy. Và bây giờ thì Mỹ Linh sẽ chơi đàn để các bạn cùng tập với Linh vài âm đầu, Linh hát cùng, sau đó các bạn tập nhé. Hi ho hi ho hi ho. Hi ho hi ho hi ho. Nhớ bật chữ hờ. Hi ho hi ho hi ho. Các bạn hát. Xuống nha. Hi ho hi ho hi ho. Hi ho hi ho hi ho. Bật chữ hờ. Hi ho hi ho hi ho. Hi ho hi ho hi ho. Hi. Các bạn biết đấy, mỗi dân tộc có một ngôn ngữ khác nhau, cùng với đó là hệ thống nguyên âm và phụ âm. Khi phát âm lên, cái âm thanh nó rất là khác nhau. Nên là một số các chuyên gia trong lĩnh vực thanh nhạc hoặc là phát thanh ấy, thì nhận thấy rằng tiếng Việt của chúng ta khi phát âm ấy, thì các nguyên âm có xu hướng là bị bẹt, nó về phần chiều ngang nhiều hơn, không thuận lợi lắm cho việc hát. Bởi vì khi hát thì chúng ta sẽ dựng các nguyên âm lên, để cho âm thanh nó được đều và nghe nó vang xa được hơn, chúng ta có thể sử dụng được những khoảng vang ở trên các cái hốc xoang này. Tuy nhiên là chúng ta sẽ khắc phục được vấn đề này bằng cách luyện các cái âm phù hợp để sao cho âm thanh trở nên gọn gàng và tròn trịa, vang được xa nhất với một cái lực nhỏ nhất. Và bây giờ thì Mỹ Linh sẽ làm mẫu với cái âm U. Ở âm U này chúng ta sẽ hát 1, 3, 5, 3, 1. Vâng. Đô mi son mi đô. Và Mỹ Linh sẽ đánh liên tục lên phía trên. Vì sao mà chúng ta lại sử dụng âm U? Bởi vì khi các bạn âm U như này này, U, thì chúng ta sẽ có xu hướng là chúng ta sử dụng cái hàm trên, hàm ếch ở phía trên này các bạn này. Vì khi mà chúng ta sử dụng hàm ếch phía trên thì đấy chính là chúng ta đang tập dựng âm thanh, dựng cái nguyên âm ở trong thanh nhạc. Và Mỹ Linh sẽ còn nhắc đi nhắc lại điều này ở trong các bài tập tiếp theo. Bây giờ các bạn hãy cùng làm âm U nhé. Và nếu như các bạn cảm thấy rằng âm U mà khi hát ở giọng thật, các bạn không thoải mái, lập tức chuyển sang giọng giả. Bởi vì mục tiêu của cái âm này không phải, chưa phải là các bạn sẽ hát âm thanh hay ngay, mà làm sao để sử dụng được cái hàm ếch phía trên. Bây giờ các Mỹ Linh sẽ làm mẫu để các bạn nghe trước nhé. Các bạn sẽ không hát là như vậy là các bạn sẽ sử dụng cái môi dưới và âm thanh hoàn toàn không được dựng lên, mà các bạn sẽ dùng hu hu hu, giả sử như các bạn đang gọi ai nhé, nghe này, hu, đấy âm thanh sẽ phát ra ở phía hàm trên, chứ không phải là hu, là các bạn sẽ sử dụng cái môi dưới. Trong thanh nhạc chúng ta sẽ thả lỏng hoàn toàn phần cằm và phần môi dưới ít được sử dụng, mà hoàn toàn âm thanh được sử dụng ở phía trên, hàm ếch ở phía trên. Các bạn thấy tất cả những ca sĩ mà họ hát với một âm thanh đẹp đẽ nhất, họ luôn cười rất là tươi.
miệng cười rộng và âm thanh sẽ phát ra ở hai cái răng cửa này, ra phía ngoài như thế này. Đó là lý do làm sao mà tất cả những người mà họ tập hát nhiều ấy là họ đều rất là tươi tắn. Và việc mà các bạn cười tươi vào mỗi sáng khi các bạn tập hát sẽ giúp các bạn giải tỏa căng thẳng. Và Mỹ Linh mới đã đọc ở đâu đó có người, một nhà nghiên cứu, họ đã nghiên cứu rằng nếu mỗi sáng các bạn nhìn vào một cái ảnh nào đó có một người đang cười hoặc là một hình ảnh làm giúp các bạn cười trong 17 giây. Các bạn nhớ nhé, 17 giây thì cả ngày hôm đấy các bạn sẽ có rất là nhiều niềm vui. Và mình không biết là cái điều này đã được xác thực hay chưa, nhưng mà mình cứ tin luôn cái đã. Bởi vì sáng ngày ra ấy, mình tập hát, và khi mình tập hát đúng có nghĩa là mình đang cười. Và mình tập không phải là 17 giây mà là 30 phút thì cả ngày hôm đấy nhất định sẽ là một ngày vui vẻ. Bây giờ các bạn hãy cùng Mỹ Linh hát với âm U này nhé. 1, 3, 5, 3, 1. Mình sẽ hát trước một vài âm và sau đó các bạn hát tiếp nhá. Ok. Đi xuống nhá. Các bạn hát. Vậy là chúng ta vừa xong phần khởi động này, phần luyện hơi và phần luyện âm. Và bây giờ đến phần thú vị tiếp theo mà Mỹ Linh muốn hướng dẫn các bạn ngay bây giờ. Đó là một bài hát mà Mỹ Linh rất yêu thích, suốt ngày nghe. Đó là ca khúc có tựa đề Em Dạo Này của ban nhạc Ngọt. Bài hát này Ngọt đã sáng tác trên nhịp 3-4. Và ở nhịp 3-4 thì mỗi một nhịp sẽ có 3 nốt đen. Vâng, thường thì người ta sẽ nhấn vào phách đầu tiên của mỗi ô nhịp như thế này ạ. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Và Mỹ Linh cảm thấy là Ngọt cũng muốn nhấn cái nhịp 3-4 theo cách này. Bởi vì thỉnh thoảng cũng có những nghệ sĩ họ chơi nhạc jazz hay là những thể loại nhạc khác thì họ nhấn khác. Họ sẽ nhấn vào những kiểu khác phức tạp hơn. Nhưng ở đây thì chúng ta sẽ nhấn đúng như cách mà Mỹ Linh tin là Ngọt đang muốn chúng ta hát như vậy. Ví dụ đọc vào lời nó sẽ là: Em dạo này có còn xem phim một mình. Em dạo này có đồ ăn và shopping. Ngày xuân em có xuống phố không người. Và tán dương cỏ cây lặng đập đập thinh. Đấy. Đấy, khi mà chúng ta đã đọc lời ở trên nhịp ấy thì chúng ta đã thấy là nó có một cái tiết tấu và nó đã lôi cuốn luôn rồi. Và khi hát vào giai điệu thì nó sẽ như thế này, chúng ta sẽ cùng thử nhé. Em dạo này có còn xem phim một mình. Em dạo này có đồ ăn và shopping. Ngày xuân em có xuống phố không người. Và tán dương cỏ cây lặng thinh. Vâng, với 4 câu đầu tiên này, chúng ta sẽ hát lơi một chút. Có nghĩa là nó hơi chậm một tí tí so với cả nhịp. Hay là nói một cách khác là cũng không cần nhất thiết phải đúng nhịp chặn đâu. Vì ngay sau đó thì chúng ta sẽ thấy nhạc đệm tiết tấu nhanh hơn, rộn ràng hơn, nghe có thể vui vẻ hơn. Nên là đoạn trước thì chúng ta có thể lơi một chút để thể hiện được cái sắc thái đối lập giữa đoạn A và đoạn B.
khiến tác phẩm có thể trở nên thú vị hơn. Bây giờ các bạn hãy cùng thử với cả Linh nhé. Em dạo này có còn xem phim một mình. Em dạo này có đồ ăn và shopping. Ngày xuân em có xuống phố không người và tán dương cỏ cây lặng thinh. Giai điệu bài này tương đối đơn giản, nhẹ nhàng, cũng không có những quãng khó phải xử lý nhảy quãng phức tạp gì cả. Nhưng mà cái thú vị là nó, mình hát làm sao nó hơi hài hước hóm hỉnh một chút. Bởi vì mình nghĩ rằng là Ngọt sáng tác bài này với một cuộc chia tay có nghĩa là không đau thương lắm. Nên là nghe nó cũng dễ chịu. Tốt nhất là chúng ta hãy luôn luôn tìm cách giống Ngọt, chia tay một cách vui vẻ và dễ chịu. Bây giờ hãy quay trở lại bài hát. Thì vì là nó không có những quãng nhảy phức tạp mà quá khó, thế nên là ta thường khi hát ca khúc này ta sẽ để ý nhiều hơn đến xử lý sắc thái để làm sao cho nó cũng không bị nhàm, không bị chán. Thế nên là cứ hát hóm hỉnh một chút thì chắc là vui. Bây giờ các bạn thử nghe Mỹ Linh hát theo hai cách khác nhau, xem có khác biệt gì không. Cách một là cách như Mỹ Linh vừa hát. Em dạo này có còn xem phim một mình. Em dạo này có đồ ăn và shopping. Ngày xuân em có xuống phố không người và tán dương cỏ cây lặng thinh. Đấy là kiểu tươi vui phấn khởi hồ hởi. Đấy. Còn một cách thứ hai thì nghe thì hát buồn một tí, không thì cô ấy có khi giận ấy, thấy chia tay mà lại sao lại anh kia vẫn vui thế. Thế thì chúng ta có thể hát theo một cách buồn hơn một chút là em dạo này có còn xem phim một mình. Em dạo này có đồ ăn và shopping. Ngày xuân em có xuống phố không người và tán dương cỏ cây lặng thinh. Đấy, thì hát theo kiểu thứ hai nghe có vẻ hơi còn hơi tiếc nuối một chút. Các bạn thân mến, vừa rồi Mỹ Linh đã cùng với các bạn trải qua gần 30 phút tập luyện buổi đầu tiên trong 21 ngày luyện tập hát cùng với ca sĩ Mỹ Linh. Và bài đầu tiên mà chúng ta tập hôm nay đó là phần A của bài hát Em dạo này. Mỹ Linh đã tiết lộ với các bạn hai cách. Cách một là vui tươi phấn khởi và cách hai là hơi buồn buồn một chút. Còn một cách thứ ba nữa thì nếu như bạn nào rock thì cũng có thể hát là em dạo này có còn ăn phim một mình. Em dạo này có đồ ăn và shopping. Mỹ Linh đùa tí thôi. Chắc là Ngọt không muốn chúng ta hát như thế đâu. Và vừa rồi chúng ta đã tập với nhau đoạn A của bài hát Em dạo này. Bây giờ sẽ tiết lộ về phần quà của các bạn sắp nhận được. Và chúng ta sẽ kết thúc buổi học ngày hôm nay nhé. Buổi học đầu tiên các bạn cảm thấy thế nào? Có nhanh quá hay chậm quá không? Mỹ Linh tin là có những bạn đã hát tốt rồi, nhưng hẳn là cũng có nhiều người hôm nay mới lầm đời làm quen với những kỹ thuật thanh nhạc cơ bản. Vậy sau một buổi học, các bạn hãy nhớ chúng ta cần lưu ý những vấn đề gì nhé? Phần khởi động. Vâng, phần này rất quan trọng, sẽ giúp các bạn có một cơ thể thoải mái và sảng khoái, không bị gồng căng cứng. Tuy nhiên là các bạn cũng đừng nên máy móc quá nhé. Nếu mà mình đang đi hát với bạn bè thì cứ hát thôi, chứ cũng không cần phải xin phép ra ngoài để khởi động xong mới vào hát đâu. Nào, nếu vẫn còn một chút thời gian rảnh hoặc cảm thấy có phần mình thực hiện chưa được chính xác hoặc chưa được thoải mái lắm, vì lần đầu tiên chúng mình làm quen nhau mà, thì các bạn hãy đừng ngần ngại nhé. Cứ mở nút quay lại và chúng ta sẽ cùng luyện tập thêm. Mỗi ngày hãy dành chút thời gian sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc luyện tập dồn dập. Trước kia ấy, Mỹ Linh cũng đã từng có những lúc vì là thích học quá thì có những khi luyện đến vài tiếng một ngày và lúc đấy sẽ làm cho cổ họng của mình bị đau hoặc là mình sẽ bị làm cho nó bị tổn thương và như vậy không tốt đâu. Nên các bạn hãy nhớ là tập hàng ngày, mỗi lần một ít, quan trọng hơn nhiều so với việc một tuần không tập và mỗi lần các bạn sẽ tập rất nhiều.
Vâng, nhưng Mỹ Linh đã tiết lộ, sau mỗi một bài học sẽ có một món quà nhỏ cho các bạn. Và món quà nhỏ ngày hôm nay, món quà đầu tiên của bài học đầu tiên gửi tặng các bạn, đó chính là phần nhạc đệm của bài hát mà chúng ta vừa cùng luyện tập với nhau đấy. Bài hát Em Dạo Này của Ban Nhạc Ngọt. Và các bạn hãy cùng dùng những cái kiến thức mà chúng ta đã học trong buổi đầu tiên hôm nay và luyện tập với phần nhạc đệm này nhé. Hãy truy cập vào đường link chúng tôi gửi tặng bạn, bật máy tính lên và cùng hát với phần nhạc đệm đáng yêu này nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi học thứ hai.